Ryan Trần, chàng trai sở hữu căn hộ 78m2 ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với phong cách tối giản khiến nhiều người mê đắm khen ngợi. Tổ ấm tối giản của một người không nhàm chán, bài viết nằm trong ấn phẩm của House & Home, Von Hai An Lành. Triết lý tối giản và contentment, sự trân trọng và hài lòng từ những vật nhỏ nhặt nhất đã giúp Ryan Trần, một người làm trong ngành truyền thông quảng cáo, tìm được cảm hứng thiết kế cho căn hộ của anh ấy. Xuyên suốt quá trình cải tạo và sắm sửa nội thất, phong cách Modern Minimalist được ứng dụng triệt để nhằm biến căn hộ trở thành một tổ ấm nhẹ nhàng, tối giản nhưng vẫn nói lên được sự duy mỹ của gia chủ. Nằm giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, cũng giống như mọi căn hộ chung cư khác, căn hộ 78m2 của Ryan có phần khung rất gọn gàng với lối kiến trúc bao gồm các mặt phẳng và góc cạnh dứt khoát. Căn hộ được chia thành nhiều khu vực đan xen một cách tinh tế và thú vị. Để tạo sự rộng rãi và đơn giản, gia chủ lựa chọn những tông màu chủ đạo bao gồm các sắc trung tính như trắng, be và nhấn nhá bằng những gam màu nổi bật của các món đồ nội thất. Một sự kết hợp dễ thấy ở những căn hộ minimalism. Lựa chọn phong cách tối giản vậy nên ta hiểu rằng sự đầu tư ở những món đồ nội thất sẽ đóng vị trí quan trọng trong việc nói lên con người của gia chủ. Tối giản không phải chỉ là những món đồ đơn điệu đặt trong một căn phòng màu trung tính. Sự tối giản phải đến từ tư duy muốn tạo nên một không gian mà mỗi món đồ đều có cá tính của riêng nó, cũng như sự bền vững với thời gian. Phòng khách là nơi được chăm chút nhằm tạo một cảm giác thoáng đãng nhưng đầm ấm. Sử dụng ánh sáng tự nhiên từ ban công, căn phòng trở nên tươi sáng khi hòa cùng sự nhã nhặn của chiếc sofa màu trắng kem. Sự xuất hiện của hệ tủ Haller USM mang đến cho căn phòng vẻ hiện đại và cá tính, với sự góc cạnh đặc trưng bởi khung kim loại bóng bẩy và các tấm thép màu. Khả năng tháo lắp linh động, tùy chỉnh cấu hình để phù hợp với mọi không gian, cũng như độ bền bỉ đáng nể, khiến Haller USM trở thành một món đồ tâm đắc của gia chủ. Phòng khách cũng chính là nơi Ryan dành phần lớn thời gian để tận hưởng và thư giãn trong ngày. Ở khu vực bàn ăn, gia chủ thể hiện sự tỉ mỉ khi lựa chọn những món đồ cơ bản nhưng cực kỳ tinh tế. Chiếc bàn tròn A623 trắng kết hợp cùng 4 chiếc ghế Series 7 với 4 gam màu trung tính đậm nhạt khác nhau. Bộ bàn ghế là những nét cong hiếm có tạo nên cảm giác thanh thoát cho căn hộ. Không những hình dạng độc đáo, linh hoạt khi sử dụng mà thiết kế này còn trường tồn với thời gian. Sự xuất hiện của chiếc đèn treo Louis Poulsen PH5 cũng là một điểm nhấn thú vị trong gian phòng. Đây là một trong những thiết bị chiếu sáng nổi bật nhất của thế kỷ 20. Kết cấu 3 tầng ánh sáng dịu nhẹ cùng màu sắc đen trơn là điểm nhấn khiến góc tiếp khách trở nên sống động và mang tính thẩm mỹ cao. Không gian phòng ngủ được thiết kế giản dị khi gia chủ tận dụng ánh sáng tối đa từ cửa sổ lớn chiếu vào. Với Ryan, một ngôi nhà đầy đủ chỉ đơn giản là nơi có thể sống đúng với sở thích và được tận hưởng khoảng không gian của riêng mình, không lộn xộn, không vội vã, mọi thứ đều tương tất và thoải mái. Cuộc sống ngoài kia có thể phức tạp và rối rắm, nhưng chúng chỉ dừng chân ở trước cửa nhà. Những thứ xuất hiện sau cánh cửa chỉ là sự nhẹ nhàng, hạnh phúc và cảm giác được bao bọc bởi những thứ giản dị mà mình yêu thương.